Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình vừa ăn tối xong. Hà Nội đang nóng bức khó chịu quá. Mọi người ăn chưa? Ăn tối xong thì ăn cơm xong thì mọi người lười nhất là gì? Mình lười nhất là đi xử lý cái đống bát này. Khó chịu vô cùng. Bây giờ ăn xong đáng ra là được nghỉ ngơi chơi bời, mát mẻ xem phim quánh điện tử thì bây giờ lại phải đi rửa cái đống bát này. Mọi người có thấy khó chịu không? Đấy, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà vô cùng hữu ích và vô cùng thích cho nhất là các chị em ăn xong ngồi chơi. Đấy, mời mọi người cùng xem nhá. Đấy, với cái đống bát mình vừa ăn xong này. Đây này, mọi người có lười đi rửa không? Ui dồi ôi, nào thì bát đĩa này, đồ ăn thừa này, rồi kể cả cốc này, xoong nồi chảo, rồi những cái mà đồ đũa dao thớt các thứ mình nấu nướng ấy. Ui dồi ôi, ăn xong mà đi rửa, nhất là tay này dị ứng với cả xà phòng dầu rửa bát thì xử lý cái đống này rất là mệt. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người Tarententen đây. Mình mới vừa nhịn ăn nhịn tiêu để tậu được một em máy rửa bát Bose. Con này series 8 tên là SMS88TI03E. Mình mở ra cho mọi người xem nhé. Đấy, thế này thôi. Bên trong nó là mấy cái dàn để nồi niêu, rồi để bát đũa, rồi để thìa muôi dao giết các thứ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho bát đũa của mình vào đây, ấn nút và đi hưởng thụ nhá. Bây giờ mình sẽ bưng cái đống bát đũa bẩn này đi tráng qua những cái đồ ăn thừa này đi. Thực ra là cái máy này có thể khéo đá vào cái thực ra là cái máy này nó có thể rửa hết những cái đồ ăn thừa, nhưng mà sau khi rửa thì nó rơi xuống cái cống ở trong máy này, mình phải vệ sinh. Thì bây giờ mình loại bỏ đồ ăn thừa đi, sơ sơ đi, cho vào máy thì sẽ ngon lành hơn. Đấy, bây giờ tráng đi, không cho vào trong kia. Đây là công việc hoàn thành. Đấy, xếp luôn nha. Đây, mở máy đây. Đây đúng là một cái sản phẩm mọi người nên trải nghiệm đấy. Và nó giống như kiểu cái máy giặt ngày xưa ấy. Máy giặt ngày xưa của mình là lúc nào cũng nghĩ là thôi có dăm ba bộ quần áo thì vò qua phơi lên thì nó sẽ có bất tiện gì quá đâu, mà việc gì phải dùng máy. Nhưng sau này mọi người đều dùng máy giặt hết. Thế còn cái bát này thì bây giờ đầu nếu mà nhà ai chưa có ấy thì cứ nghĩ là thôi có ba hai ba cái bát rửa vèo cái là xong. Nhưng mà khi có cái máy rồi ấy, thì tại sao mình lại không dùng máy nhỉ? Bây giờ mình chỉ việc xếp vào đấy, ấn nút là xong. Thế là đi chơi nó hơn được cái rửa tay. Thứ nhất là mình không phải làm gì, chỉ việc ấn nút. Và thứ hai là rửa bát bằng tay mình có phải xếp lên kia, nó lại róc cái nước xuống, nó rất là khó chịu. Mình rửa bằng cái này, mình cho vào đây. Thế xong sau khi rửa nó sấy khô luôn cho mình thì tội gì, mình sẽ có bát vừa được sạch mà lại vừa khô, được lại có cả chế độ khử khuẩn nữa. Đây, bây giờ mình nhà mình đã ăn hai bữa mới rửa một lần, cho nên là mình cứ vứt kia, bây giờ mình xếp vào. Ai bảo có một bữa thôi? Thì một bữa, nhưng mà có lúc thì có bữa cả bữa trưa, lúc thì có cả bữa trưa và bữa tối. Thì cái máy này nó dùng được 12 đến 13 bộ bát đĩa đũa thìa muôi gì đấy, cho nên là một hay hai bữa nhà mình đều tống vào đây thì vừa. Hai bữa cũng vẫn vừa mà, một bữa cũng vẫn vừa. Nhưng mà hai bữa thì hết bát gì dùng? Cái máy này nó có chế độ rửa sơ. Thế ví dụ mình ăn một bữa mình tống vào đây rửa sơ đi, xong ăn hai bữa mình thả nốt vào, thế là rửa ngon lành luôn. Đấy, cứ xếp bát đĩa vào. Rửa xong nó có chế độ sấy luôn. Bát đĩa khô do, và khi nào mình về thì mình kéo ra dùng, mình ra lấy bát dùng, nó rất là tiện. Và cái máy này nó không chạy ầm ầm ù ù như máy giặt đâu các bạn nhé, có thể là bật nó xong đi ngủ được thoải mái luôn.
hầu như là cái tiếng động của nó rất là nhỏ. Nếu mà cái giường của các bạn mà nó cách xa tầm 3-4 mét trở lên so với cái máy này thì gần như là không nghe thấy tiếng. Mỗi lần rửa nó rơi vào khoảng mấy tiếng nhỉ? 3 tiếng à? 2 tiếng. 2-3 tiếng nhỉ. Yeah. Đây này. Cái đĩa thì mình có thể xếp cả ở ngăn dưới được mà, nếu mà ngăn dưới ít đấy. Nếu mà ngăn dưới ít đấy, thì dựng cái này đi. Đấy. Đấy, dựng lên là xếp đĩa chéo vào được. Đang ngăn dưới ít nồi niêu. Nếu mà nhiều nồi niêu thì là những cái này thì dựng lên nhá. Đấy, dựng lên để cho nó có cái để cài, giống như kiểu đây này nó đang chéo chéo này này, mình cài chéo vào đây này chuẩn này. Đấy. Đấy, cài chéo vào đây là chuẩn rồi. Rồi thì xếp được nhiều bát đĩa vào được luôn. Mấy cái đĩa to kia có thể chuyển xuống dưới này cũng được. Vì hôm nay mình không có nồi mấy đúng không? Đây này. Đấy. Nồi. Úp chéo chéo làm sao mà nước nó ở dưới nó phun lên mà nó phun được tới toàn bộ. Bỏ cái đĩa này đây. Đấy, úp cái nồi này, bỏ cái đĩa sang bên này. Đều phun được lên hết mà. Ở trên này vẫn đang trống này. Đũa thìa muôi đúng không? Đấy, có ngăn trên cùng này, mình cứ vứt vào đây là xong. Giờ phải úp cái muôi xuống. Ừ, cái muôi, cái thứ thì úp. Ngửa cái muôi lên nó sẽ động nước. Nó động nước đúng không? Đây nó còn có những cái mà ấy mà. Để nó không trượt. Đấy. Ờ, bướng ở kia. Đấy. Úp. Rồi, ok. Gì nhỉ? Ở cái máy này nó có muối để khử nước cứng, đổ một lần là dùng được rất lâu. Và cái nước làm bóng ở đây thì đổ một lần dùng cũng được lâu. Chỉ có mỗi lần thì mình cho cái viên rửa bát vào đây thôi. Cho viên rửa bát vào đây đi. Ra với lượng bát đĩa đũa thì mua như thế này ấy, thì một viên rửa bát có thể bẻ ra làm nhiều mảnh, chứ không phải là mỗi lần rửa một viên. Có thể một lần rửa phần tư đi nhỉ. Yeah. Phần tư viên thế là được rồi đúng không? Đẩy vào đây. Thế xong lúc là các bạn đang chọn chế độ gì? Eco này. Eco không thôi nhỉ? Không cần gì nữa nhỉ? Start. Đã biết rửa đâu. Đấy. Thế là nó bảo là please close the door. Thế là ok. Đấy. Thế là xong mọi người nhá. Thế là con này chỉ bất tiện một cái là không rửa được mâm. Cái mâm thì không cho vào đây được. Nhưng mà bát đĩa rồi đũa thìa cốc chén dao thớt vân vân, những cái đồ mà nó không quá to ấy là mình có thể cho vào đây hết. Mình lại quên không rửa cốc rồi. Đấy, nó bắt đầu rồi đấy. Nó hiện chế độ rồi, thời gian các thứ nhá. Rồi mình giới thiệu sơ qua đây thôi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.